Kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cho quý khán giả biết được cái giá chanh tắc, gừng, khả rồi ớt ở chỗ của Thảo bán nha quý vị. Video này cũng thông báo đến bà con ở dưới miền Tây mình đó quý vị, trồng chanh tắc biết được cái giá. Bây giờ là 12 giờ đúng luôn á quý vị, xe đang xuống nha. 12 giờ là giờ này nó tương đối là nó lên hàng và cập nhật hàng á, vô trong dựa đó, hàng vô dựa rồi rất là nhiều luôn. Vậy chứ mà chưa có tắt nè, chứ chanh này là chanh này chanh gì có hạt hả? Chanh chanh Đà Lạt hả? Nay như nay mấy loại giá Thảo? Mấy loại giá mấy đồng giá rồi này là đang xuống 160 không? Đang xuống là 140, 100.000 một bịch, 140.000 một bịch, 160.000 một bịch, chứ có gì một bịch là 10 kg, như vậy là 10.000 đồng một ký, 14.000 đồng một ký, 16.000 đồng một ký là chanh, gọi là cái chanh Đà Lạt đó quý vị, cái chanh có hạt á. Đây nè quý vị, loại này nè, thì đang xuống này là cái trái nó nhỏ như thế nào đó, là một 140, trái nó nhỏ hả? Dạ. Nhỏ hả? Hàng xô, nó cũng tùy theo loại hàng, tùy quý anh chị em mua hàng nào người ta bán hàng đó quý vị. Đó hàng đó mới liên tục vậy đó, ngày nào cũng nhập lên rồi bé, ngày nào lên là bán hết ngày đó quý vị. Trên màn hình của video các bạn đang xem là có số của Thảo quý vị, đây là Thảo đứng đây. Em nó chuyên về chanh tắc nha quý vị, chuyên về chanh tắc rồi quý cô bác anh chị em mà bạn hàng á mua ủng hộ cứ gọi cái số điện thoại ở trên cái màn hình video có cái số của Thảo á quý vị, mình gọi mình mua hàng đặt hàng bán hàng luôn. Mình làm cái video này cũng muốn thông báo đến cái bà con nông dân ở dưới miền Tây mình đó quý vị, có mà cái lượng chanh á nhiều và có thể đi lên tới trên chợ Đồng Mối Hóc Môn mà bán được đó, thì liên hệ với Thảo. Ở đây Thảo cũng mua cũng rất là nhiều người dưới quê quý vị. Từ ngày mình làm cái video á, chia sẻ về cái số điện thoại của Thảo á, lên cộng đồng á, thì cũng có rất giúp được rất là nhiều bà con quý vị ở dưới quê bán lên cho Thảo. Rồi cũng có nhiều cái anh chị em á có nói mình cũng xem cái video á, biết được tới Thảo mua về bán quý vị, thành ra mình mới làm cập nhật liên tục với quý vị, để còn những cái người mà chưa có biết đến đó quý vị, tại video mình cái kênh mình nhỏ nó cũng chưa có rộng rãi lắm, rồi bà con mình nhiều khi trồng mà không có biết cái chỗ nào mà để bán quý vị, còn đây là chỗ bán. Nói về chanh tắc cứ gọi cho Thảo. Vậy là chanh Đà Lạt á, loại có hạt đó quý vị. 10.000 đồng một ký. Giá bán ra nha quý vị, 10.000 đồng một ký. 14.000 đồng một ký. 16.000 đồng một ký. Ba loại.
bây giờ là ha, thứ năm mới vừa lọt qua ngày thứ sáu video này á, mình làm á là sáng mình ăn quá gì để mình qua đây mình hỏi tiếp quá gì. Cái này là chanh không hạt hả? Chanh không hạt này giá là sao? Vậy là nay nó có giảm nhiệt đi ha, là so với hổm rồi nó giảm được, vậy là bao lâu rồi Thảo? Chanh không hạt ha, thông báo với lại quý bà con á, là cái giá chanh á, mình lên để mình cập nhật thì nó cũng giảm hai ngày nay rồi, nó có xuống hai ngày nay nha quý vị. Hôm bữa cái loại mà nó đẹp nhất á quý vị là nó là 28, 30 ngàn, 32 ngàn luôn quý vị, mà hôm nay cái loại đẹp nhất á là 26 ngàn là loại nhất nha quý vị, chanh không hạt. Vâng, 26 ngàn là đẹp nhất rồi. 24 hả? 24, 22 phải không Thảo? 22, 24, 26. Vậy là cái loại đẹp nhất là 26 ngàn đồng một ký. Rồi cái loại kế là 24, cái loại mà rẻ nhất là 22.000 đồng một ký nha quý bà con. Giá bán ra đó, Thảo nói vậy là giá bán ra tại chợ, giá bán sỉ nha quý vị. Để thông báo với cái bà con mà trồng chanh á, chanh tắc để mình biết được cái giá của chợ nó bán ra vậy, để mình cân đối, mình so sánh với mình bán ra tại vườn thì nó như thế nào nha quý vị. Xe chở xuống đi rồi đóng chanh, mấy xe lên nữa, còn xe tắt nữa, mà tại mình ra sớm quá quý vị. Này là xe thứ hai rồi đó. Còn xe tắt, xe chanh nữa quý vị. Đây là gừng xẻ đó quý vị, gừng xẻ, gừng trâu Thảo cũng có bán nữa. Gừng này nay nhiêu bịch Thảo? Nhiêu bịch đây? 22.000 đồng một ký gừng xẻ quý vị, một bịch này là 220, một bịch này là 220, là 22.000 một ký gừng xẻ nha quý vị. Nó sạch bách như vậy nha quý vị, ta rửa nó sạch hết rồi. Này gì đây, giờ nó tắt lên luôn, nó quay luôn không phải. Ấy rồi, bạn hàng lại lấy luôn. Bạn hàng lại tự lấy luôn, tự xách luôn, tự chắc lên luôn. Xả ra nhiêu ký Thảo? Xả nè, 9.000. Xả này là anh có lên hơn mọi bữa hả Thảo hả? Mọi bữa 8.000, 9.000 cũng lâu rồi. Rồi xả quý vị, xả cây á đó, xả cây giá bán ra là 9.000 một ký quý vị. Giá của mình cũng mang tính tham khảo nha quý vị. Tắt nè là hết rồi nè, bán sạch bách luôn rồi. Tắt giờ có hai loại, hai loại này, loại như Thảo. Còn bên kia cái loại mình đang quay video nè quý vị là 10.000 đồng một ký. Cái loại bên đây á tới 17.000 rồi nha quý vị, giá sống không đó. Thì chủ dựa đây đó, em đó bán giá nào thì nói mình giá đó để mình chia sẻ với bà con được biết vậy đó. Rồi Hậu Giang, cái này lên gì đây? Có xe lên vậy liên tục vậy quý vị.
10.000 một ký tác bán ra tại chợ nha quý vị, là cái loại nhỏ đó. Còn cái loại này nó lớn hơn, nó lớn hơn, nó 17.000 đồng một ký bán ra tại chợ. Đây nữa là chanh không hạt này quý vị, đó lên đi cọc rồi. Chanh không hạt hả? Chanh không hạt hả? Có hạt không biết luôn, chỉ biết xuống hạt đó. Chanh không hạt phải không Thảo hả? Đó là chanh không hạt á quý vị, xuống nữa. Còn nữa đây tới sáng này cũng lên hoài vậy, phải tới 1 giờ kìa mới hết ra xe, mới hết lên giao. Tại vì cái mặt bằng ở đây em nó nhỏ đó, rồi kiểu như lên mới nào mới lên vậy là chặt rồi đó, là mình phải bán hết, bán hết rồi mình mới lên loại khác được. Đó xuống nữa nè, xe này nữa nè quý vị. Chắc xuống nữa đó. Thì chung quy ra mình cập nhà giá chanh tắt vậy đó quý bà con, để được biết vậy đó. Đó, lớp người gửi hàng rồi xe bỏ hàng, chứ không phải lái xe vậy là lái không nha quý vị. Nhiều khi dưới quê đó người ta lại người ta liên hệ với lái á, ghé anh đó đổ hàng cho tắt, là còn cho Thảo cũng có luôn á, đủ cách bán hết quý vị. Trời, bà chủ sao giỏi quá trời không biết. Bà chủ xuống hàng luôn, bao xuống hàng luôn. Chủ xe, chồng chạy xe, vợ đi bán hàng xuống hàng, lập lơ luôn. Xã hội bây giờ phải ráng cố gắng làm vậy đó quý vị, phải giỏi như vậy tiết kiệm chi phí mới có tiền mới sinh sống mới nổi. Chỗ dở là thua luôn. Cái ở đây Thảo còn bán cái mặt hàng nhiều nữa, kiểu với ba kỳ quý vị. Thảo cái này hai mươi lăm hả? Ồ, giá nó cũng vẫn 25 à. Ớt Ba Tri 25.000 ký quý vị, giá bán ra. Ớt hiểm em, ớt hiểm 30, 25.000 một ký nha bà con ở Ba Tri Bến Tre. 25.000 một ký ớt Ba Tri. Còn ớt hiểm, ớt hiểm này ta nói là ớt hiểm Đà Lạt nè, phải không em? Cái này ta kêu ớt hiểm Đà Lạt phải không? Ớt hiểm, nên ớt hiểm này dùng nào cũng trồng được quý vị. 30.000 cái loại ớt hiểm này nè quý vị, ớt hiểm 30.000 đồng một ký đó. Bà con trồng ớt hiểm được biết cái giá ở chợ bán ra vậy nha quý vị, rồi mình tự so sánh với cái giá của địa phương mình đó. Nó mới tin luôn. Rồi hôm nay mình cập nhật cái giá nông sản tại chỗ Thảo, thì Thảo chỉ bán nhiều những cái loại mặt hàng đứng trên thôi quý vị. Chanh không hạt nè, rồi chanh Đà Lạt, rồi gừng xả quý vị, ớt. Chủ yếu là ở đây bán chanh tắc nha quý vị. Chanh tắc, ớt tắc đó quý vị,
tắt xe mới giao lên đó quý vị. Đó, kết này là tắt. Bấm xe giờ mới nhìn. Đó, tắt. Tắt thì Thảo chia sẻ là có hai loại quý vị, 10.000 với 17.000 quý vị. Vô Thảo lấy tiền chai nước giùm đi. Thảo đưa Thảo á. Biết sao tôi đang quay phim. Tôi thấy là tôi trả tiền rồi. Thảo trả tiền chai nước giùm Thảo. Mình tính đi về rồi. Thì mình mới thấy cái xe tắt thì đó tắt á, bà con của mình á vô cái kết vậy đó quý vị, gửi lên đó rồi cái lượng tắt của Thảo ở đây bán cũng rất là nhiều quý vị. Một kết như vậy là 40kg nè. Ba rồi này 20 kết, này có 700-800kg. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Quên Nam Mô A Di Đà Phật. Bó cài luôn à.